Ca sĩ tìm sự nghiệp ca hát tụt dốc lấn sân sang phim ảnh, cố gắng làm ông bố đơn thân tốt, nương tựa vào con trai. Đưa tiền cho anh giữ. Bộ em tưởng là anh gặp em chỉ vì tiền thôi sao? Còn có chuyện tình cảm nữa. Tầm giờ này ngày mai anh sẽ chờ em ở chỗ này. Nếu em muốn thì có thôi. Lúc mà con của Tim mới chào đời thì Tim đã là một người cha rất là thương con, dành toàn bộ thời gian ở nhà với con hết. Tim cũng không gặp gỡ bạn bè. Vừa muối phim Việt, bản tin phim truyền hình và các ngôi sao phim giờ vàng. Với thế hệ 8X và 9X có lẽ đã không còn xa lạ với cái tên Tim. Chàng ca sĩ điển trai cùng giọng hát trầm ấm đã đem đến nhiều nhạc phẩm huyền thoại một thời như Trong Chống Tình Yêu, Hoàng Tử và Công Chúa, Một Vòng Trái Đất. Không thể phủ nhận, những năm 2000, nhạc của Tim được phủ sóng khắp các quán cà phê, trên mỗi con phố, đến từng ngóc ngách. Đó là thành quả xứng đáng mà Tim có được sau 4 năm chỉ được đi hát bè, nhưng chưa ngừng nuôi ước mơ và đam mê với âm nhạc. Tuy nhiên, khác với người bạn song ca Minh Hằng, sự nghiệp của Tim lại gần như tụt dốc không phanh, nhất là sau khi anh đối mặt với biến cố ly hôn. Nếu như Minh Hằng ngày một thăng hạng nhan sắc, lớn sân và thành công ở mảng thời trang và có hôn nhân viên mãn, thì Tim gần như vắng bóng hoàn toàn trên thị trường âm nhạc. Đã rất lâu, khán giả không còn thấy Tim xuất hiện với vai trò ca sĩ, nhan sắc và phong độ cũng đi xuống nhiều. Nam ca sĩ từng có màn cầu hôn vô cùng lãng mạn với ca sĩ Trương Quỳnh Anh. Đôi trai tài gái sắc sau khi về chung nhà thì tiếp tục có thêm một bé trai kháu khỉnh, khôi ngô. Tuy nhiên, sau khi nhiều lần không tìm được tiếng nói chung, cả hai đã quyết định đường ai nấy đi vào năm 2017. Thời gian đầu, họ vẫn sống chung nhà, cùng chăm sóc con và khoe những khoảnh khắc hạnh phúc. Tim cho biết anh thậm chí thấy thương vợ hơn và cả hai quyết định như vậy vì không muốn con trai phải chịu thiệt thòi. Đến năm 2019, cặp đôi chính thức dọn ra ở riêng vì không thể gương vỡ lại lành dù đã rất cố gắng. Tim trở thành bố đơn thân, anh còn từng sụt đến 10 kg, không còn bận tâm đến ngoại hình khi đối diện với những biến cố cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Nhưng nghĩ đến con trai, anh dần tìm lại cho mình động lực để cố gắng. Nam ca sĩ đã dùng chính tình yêu to lớn dành cho con để thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực, làm gì cũng nghĩ đến trách nhiệm với con và muốn con được tự hào về mình. Sau khoảng thời gian ngưng động vì dịch bệnh, Tim có nhiều cơ hội để kết nối bạn bè và tìm cho mình một hướng đi mới. Anh quyết định chuyển hướng sang tập trung diễn xuất và làm nghệ thuật đơn thuần. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc đi hát, Tim khẳng định vẫn đi sâu đều nếu điều kiện cho phép, chứ không có chuyện kén chọn hay chảnh chọe. Anh cũng khẳng định, vì thời gian này muốn tập trung cho điện ảnh, nhưng khi có thời điểm thích hợp, anh vẫn sẽ cho ra bài hát mới. Ở mảng diễn xuất, nam ca sĩ cũng được đón nhận khá nồng nhiệt và nhận được nhiều tình yêu thương từ khán giả. Một số vai diễn gây chú ý của Tim có thể kể đến như vai Thắng Lưu Manh trong Lưới Trời, vai Hưng Lăng Nhăng trong Bán Chồng hay nhiều vai diễn khác trong những phim Hạt Giống Tình Yêu, Tái Sinh. Có thể nói, dù là diễn viên tay ngang nhưng Tim đã thử sức ở rất nhiều kiểu nhân vật khác nhau. Anh cho biết dạng vai yêu thích nhất là kiểu người đa tính cách, số phận thay đổi trong phim liên tục nhưng lại có chiều sâu, thậm chí là có quá khứ phức tạp và sự đấu tranh nội tâm mạnh mẽ. Hiện tại, Tim vẫn muốn dành phần lớn thời gian để chăm sóc con trai. Anh cho biết đi làm về là chỉ muốn bên con, yêu thương và chăm sóc con. Có lẽ vì con cái và công việc đã chiếm hết quỹ thời gian nên đến giờ Tim vẫn chưa tìm được người mới cho mình. Hy vọng Tim sẽ sớm lấy lại được phong độ, thành công hơn trên lĩnh vực nghệ thuật và tìm được hạnh phúc cho riêng mình.